Mẹ ba ơi, hôm nay trời rất là nắng nha, hôm nay 36 37 độ ấy. Đây, hôm nay tôi sẽ thí nghiệm là đây là cái gì bác? Bóng điện nhá. Bóng điện mình gõ cái bóng điện cháy ấy, cái bóng điện là sợi tóc ấy. Nó cháy mình gõ cái đầu đi về đựng nước vào nhá. Đấy. Đựng nước vào rồi là mình so nhá, chiếu vào ánh nắng cho nó làm gương cầu lồi xem là ra sao. Đấy. Ít nhiều hay không không biết nữa, mình đã thử nghiệm trước ạ. Lấy cái giấy thì dễ cháy đấy nha mọi người. Đây, lấy cái giấy này là giấy vệ sinh. Để các bạn thử xem nào, kết quả nó ra sao. Đấy, nắng thế này rồi. Bây giờ quá mất 12 giờ rồi, xong rồi. Thấy các bác cái tia sáng không? Chờ gần chút để bác xem nhé. Nắng quá. Hôm nay là phải cầm máy này là hơi khó. À, cái giấy A4 này không cháy đâu, bây giờ thử cái giấy ăn nhá, đây giấy ăn này. Đó, thử giấy ăn đấy nhá. Có hiện tượng gì không? Gió quá ạ. Điều chỉnh cái tâm này khó đấy. Đấy. Sao cháy nhỉ? Ui. Ui, nóng lắm. Nóng rát tay luôn. Đây ba, bây giờ thử bằng cái giấy giấy này nhá, không có cháy nhá.
cháy rồi, cháy rồi. Thấy quá, thấy chưa? Chưa bùng được, mình phải hỗ trợ thổi nó mới bùng được. Các bạn phải thử mãi cái tờ giấy vệ sinh ấy, thì nó mỏng mới cháy được. Còn bây giờ đang thử tờ A4 này, nó dày nên là hơi yếu, nắng hơi yếu không cháy nổi đâu các bạn. Vâng các bác, bây giờ là mình xin phép được kết thúc video năng lượng mặt trời xuyên qua thấu kính để đốt cháy được. Đến đây kết thúc nha các bạn.